Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo Trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với vạn lý sơn hào của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Yeah.
đánh đủ chưa vậy? Không ngờ cậu dám tới đạo trường Hồng Hậu của chúng tôi. Tôi thật khâm phục dũng khí của cậu. Đứa nhỏ đang ở đâu? Đang ở chỗ chúng tôi. Thả đứa nhỏ ra đi. Đạo trường Hồng Khẩu không phải nơi nói tới là tới, nói đi là đi. Đứa nhỏ không thể thả, cậu cũng không thể đi. Đứng lại. Được. Nếu như các người không nói quy tắc, có phải muốn tôi làm thế nào thì làm không? Nếu như cậu giết chết Thiên Đại thì cậu và đứa nhỏ đó không thể nào rời khỏi đạo trường Hồng Khẩu. Tôi có thể không giết cô ta, tôi cũng có thể ở lại đi. Nhưng ông phải hứa là tha cho đứa nhỏ đi. Được, ta hứa với cậu. Chỉ cần cậu hứa sẽ ở lại, ta nhất định sẽ tha cho đứa nhỏ đó. Ông bảo đảm tôi không tin đâu. Vậy cậu muốn lấy ai làm bảo đảm? Liễu Sinh Tĩnh Dương. Đạo trường Hồng Khẩu. Phương cô nương, sư huynh tôi ở trong đó lâu như vậy, có khi nào có chuyện không? Không được, tôi phải đi tìm cục trưởng, coi ông ta có biện pháp gì không. Được. Trần Chân, rốt cuộc là anh muốn tôi giúp chuyện gì? Ở đây có rất là nhiều người đông dương, nhưng mà tôi chỉ nói với anh thôi. Anh có thể giúp tôi đem đứa nhỏ này ra ngoài cửa lớn được không? Chí Hưng đã ở bên ngoài chờ anh. Anh có thể làm được hay không? Làm được. Sao chứ? Không sao. Còn Trần Chân đâu? Xin lỗi cô. Mở cửa, mở cửa, mở cửa đi. Tĩnh Dân, Trần Chân thực sự bị sao rồi? Mở cửa, mở cửa đi. Mở cửa. Cô à, mở cửa. Cô đưa con về nhà được không? Thank you.
Đây, cơm tới rồi. Nè, Đồng Giác, Nhất Mạch, cả hai đứa đều đói rồi, mau ăn một chút gì đi, hả? Nhanh lên. Con đợi chú của con về rồi mới ăn. À, chú của con có chuyện phải rời Bắc Bình vài ngày, hả? Đừng có suy nghĩ nhiều. Nè, hai đứa con hãy mau ăn cái này đi, còn nóng đó. Nhất Mạch, con cũng ăn đi. Có phải chú của con bị người Đông Dương bắt đi rồi không? À, không có. Chú của con bản lãnh lớn như vậy, ai có thể bắt được chứ, bắt không nổi đâu. Hả? Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ăn tô hoành thánh còn nóng đi. Hả? Nghe lời, ăn đi. Ăn đi. Trần Chân, 10 năm trước ở Thượng Hải giết người bị phán tử hình. Vì mua chuộc được kẻ nắm quyền nên thoát tử hình. Hôm nay do Cục Cảnh sát thành phố Bắc Bình thay mặt chấp hành phán quyết chưa được thực hiện. Trần Chân, cậu còn là gì muốn nói hay không? Trần Chân, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Hết cách rồi. Dạ. Tránh ra. Chấp hành đi. Dạ. Long sư trưởng, Long lão gia, Long sư trưởng, trời, Long sư trưởng à, có chuyện gì khiến ông có nhà hứng tới đây vậy? Kim cục trưởng, lập tức đình chỉ chấp hành tử hình, giải phạm nhân về. Vụ án này tôi muốn xử lại. Long sư trưởng à, chuyện này sao đây hả? Chẳng lẽ muốn tôi tước vũ khí của ông? Dạ, mọi việc nghe theo sắp xếp của Long sư trưởng. Hội quán Hoa Anh Đào. Được rồi, yên tâm đi. À, tôi nói với ông ấy rồi. Chuyện mà anh dặn, tôi đã làm rồi. Xong rồi. À, được. Ê, ai vậy?
Tên phu xe kia, tới đây để làm cái gì vậy hả? Ê! Chỉ huy đang ở dưới đó chờ ngươi xuống. Không liên quan, tránh ra. Bảo vệ Sato tiên sinh. Tới đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Là Liễu Sinh Tỉnh Dân gửi thư khiêu chiến.
Tôi đã tới rồi. Cảm ơn ý tốt của anh Trần Chân, nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa. Tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Phí lời.
Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Vân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em. Anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh. Em kêu anh ngừng tay đi. Sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi. Trường Hồng Khẩu. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Cậu thật khiến cho tôi quá thất vọng. Người đã làm bẩn thanh danh của gia tộc Liễu Sinh, có còn xứng đáng làm đại võ sĩ của đế quốc nước ta nữa hay sao? Xin lỗi Sato tiên sinh. Bao nhiêu năm nay giáo huấn của ông đối với tôi, ân huệ của ông đối với tôi, tính nhân tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nhưng mà lần này trở về đây, ngoại trừ trả nợ còn phải báo thù. Hắn Sơn Bổn Hoành là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh, có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ Tịnh Vân khiêu chiến với cậu, có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu, cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến. Thank you.
Tịnh Vân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi. Sato tiên sinh, cửa lớn của Hứa gia đã đóng chặt, nhà Phương gia để nhà trống, kim cục trưởng cũng không thấy, Trần Chân cũng đã biến mất. Lập tức đi tìm dấu vết của hắn cho ta. Sơn Bổn Hoành, Thiên Đại, Tĩnh Vân, tất cả cũng vì hắn mà chết. Tôi nhất định phải giết chết hắn. Nhưng lỡ như hắn rời khỏi Bắc Bình thì sao? Liên hệ Thượng Hải, thông báo đạo trường Thạch Tĩnh sang bằng tích võ hội. Chúng ta đợi đi. Tôi không tin là Trần Chân và Lục Đại An không xuất hiện. Dạ. Trường Tiểu học Hân Quy, thành phố Bắc Bình. Trường học đã lâu rồi không mở lớp. Em đi coi thử có căn phòng nào để ở được hay không. Sư huynh, anh ở lại Bắc Bình có dự tính gì không? Anh cũng chưa biết nữa. Chính phủ đã bỏ rơi Bắc Bình, còn quân ta lại chống trả không nổi quân đội Đông Dương. Tình hình như vậy, anh phải làm chút gì đó.
anh tính làm chuyện gì? Em nói coi. Đạo trường Hồng Khẩu. Đúng, Hứa tiên sinh nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài ở trên mảnh đất của chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Xong rồi, Đồng Giác thật là ngoan. Thím ơi, bánh bao cũng sắp chín rồi. Bồ Tát phù hộ cả nhà bình an. Không được bậy. Thím ơi, Đồng Giác, chạy nhanh lên. Bà ơi. Anh đứng ở đây một mình suốt cả buổi sáng rồi. Anh có tâm sự phải không? Anh đang nghĩ Bắc Bình loạn tới như vậy, Thượng Hải chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh đang lo cho Sư Thái và Đồng Giác, sợ họ xảy ra chuyện gì. Vậy thì anh tới Thượng Hải đón họ đi, rồi sau đó cùng nhau trở về quê. Anh nhất định phải tiếp tục kháng địch. Trần Chân, chúng ta đừng có tranh giành với vận mệnh. Bây giờ cả chính phủ cũng không lo nổi việc quốc gia, chúng ta có thể làm được gì? Chuyện quốc gia anh thực sự lo không nổi, nhưng mà chuyện tới đạo trường Hồng Khẩu giết chết Sato anh có thể làm được. Nhưng làm như vậy là quá mạo hiểm. Bây giờ em chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, muốn có một căn nhà của mình. Chị Hân à, Long sư trưởng từng nói với anh, quốc gia không còn thì có còn quốc gia Phương gia, Hứa gia không? Bây giờ nếu như mỗi một người đều có suy nghĩ giống như chúng ta thì đất nước chúng ta thực sự sẽ không còn nữa. Sợ rồi. Em thật sự rất sợ. Người thân bên cạnh của em, từng người bỏ em mà đi. À,
Em gắng gượng tới bây giờ đã thấy mệt lắm rồi. Em không thể mất anh nữa. Chị Hân à, anh biết chứ, nhưng em có thể ủng hộ cho anh không? Lương đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Đã có 17 kho lương đã dọn trống, vẫn còn 5 cái nữa, trưa hôm nay có thể dọn sạch toàn bộ. Lương thực và củi dầu đã gom đủ hết chưa? Kho lương đã chất đầy củi dầu, vẫn còn 100 tấn lương thực cuối cùng, hôm nay chắc chắn sẽ được đưa tới. Tốt, rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi đã mua đứt hết tất cả thuốc men của các tiệm thuốc ở Bắc Bình, bây giờ đều đang tồn trữ dưới kho hàng, đợi sau khi quân ta vào thành sẽ chuyển giao. Sáng sớm ngày mai quân ta sẽ vào thành, trưa ngày hôm nay các cậu phải lo xong tất cả mọi việc. Nếu có sai sót, giết chết không tha. Dạ. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đông Giác. Châu Trân. Châu Trân. Đông Giác, có chuyện gì vậy? Sư huynh. Trần Trân. Sư huynh, tại sao hai người lại tới đây? Người đồng dục quyết định tiêu diệt tinh võ hội ở Thượng Hải. Anh dẫn Đông Giác liều chết chạy tới đây đó. Vậy còn sư thái? Bây giờ sư thái đã đi rồi. Đệ tử quốc gia chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Sau này tinh võ hội phải nhờ vào chúng ta thôi. Chân à, đi làm chuyện mà cậu nên làm đi. Đừng để cho bọn người Đông Dương kia ở trên lãnh thổ của chúng ta, muốn làm gì thì làm. Đan, tình hình bên ngoài sao rồi? Mấy hôm nay đạo trường Hồng Khẩu hoạt động khắp nơi, đi tới đâu cũng đều trữ đồ. Ở bến tàu phía Nam Thành còn chiếm rất nhiều kho hàng, hơn nữa còn dọn sạch sẽ kho hàng của chúng. Vậy đi, khi đi tới Nam Quyển tìm sư trưởng Long, nếu như hai bên đã khai chiến, tình trạng này mà nói với bên ta rất quan trọng, nên chúng ta càng phải cố gắng hỗ trợ, đừng để đạo trường Hồng Khẩu chiếm lợi thế. Ừ, được, sáng mai em sẽ đi ngay. Sư huynh à, anh và Đông Giác tạm thời ở lại đây đi, để lo xong việc em sẽ lập tức quay về. Không được, các cậu đi đạo trường Hồng Khẩu giết bọn Đông Dương, tôi cũng muốn đi. Bên chúng ta có bao nhiêu người phải chết trong tay bọn họ, mối thù này tôi nhất định phải trả. Sato tiên sinh. Có chuyện gì?
Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam Đảo tiên sinh, tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Mời. Tam Đảo tiên sinh hả? Tôi mời ông một ly. À, được được. Mời. Tất cả sao bằng hết chỗ này. Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo Trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với dạng Lý Sơn Hào của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Ah!
Stop!